Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 3 tại khu du lịch Lan Dương, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã chúc mừng các nữ cán bộ công đoàn viên nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, đồng thời nhấn mạnh các chị em trong tổ chức công đoàn cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đem sức lực trí tuệ của mình cống hiến cho sự phát triển cơ quan đơn vị, tham gia tích cực các phong trào thi đua do các ngành các cấp và tổ chức công đoàn phát động. Các chị em đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành đoàn viên công đoàn ưu tú, cán bộ nữ đạt các danh hiệu cao quý, giỏi việc nước, đảm việc nhà và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và xã hội. Lãnh đạo công đoàn viên chức ghi nhận thành tích các chị em và mong muốn cán bộ công đoàn viên nữ tiếp tục phát huy trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này thì phải nói là 100% công đoàn cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động rất là đa dạng, phong phú, như là họp mặt nè, rồi về nguồn, rồi hái hoa kiến thức, rồi tuyên truyền giáo dục, vân vân. Nói chung là rất là đa dạng, phong phú, làm sao để cho tất cả các cái phụ nữ ở các cơ quan ban ngành tỉnh đều có cái sự vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Bên cạnh đây thì kết hợp với cái Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 thì chúng ta cần nâng lên cái chất lượng cuộc sống gia đình hơn, kết hợp giữa ngày 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Buổi họp mặt còn tổ chức tọa đàm với chủ đề Giải pháp giúp phụ nữ tự tin bản lĩnh vượt khó. Đại biểu tham dự cùng nhau chia sẻ nhiều ý kiến xoay quanh việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, chăm sóc giáo dục, nuôi dạy con ngoan, thảo hiền. Các giải pháp vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị và hưởng ứng tốt phong trào do tổ chức công đoàn phát động. Để mà được vận động công đoàn viên cơ quan tham gia vào hoạt động công đoàn tại cơ quan, thì chúng tôi, ban chấp hành của chúng tôi cũng có rất là nhiều hoạt động, có rất là nhiều kế hoạch. Trong hàng năm thì với sự chỉ đạo của công đoàn viên chức cũng như là sự đồng ý của cấp ủy tại cơ quan thì chúng tôi có những hoạt động để tổ chức đa dạng, phong phú để thu hút được công đoàn viên cơ quan tham gia với phong trào của công đoàn. Dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao tặng tiền đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội của công đoàn viên chức tỉnh. Công đoàn viên chức tỉnh trao quà cho các đại biểu nữ tham gia chương trình.